Ngô Văn Năm. Một con đường nhỏ đã bị lãng quên. Lãng quên đâu thì chưa thấy, chứ em thấy nó tấp nập quá trời rồi anh chị. Đường Ngô Văn Năm là một con đường thuộc phường Bến Nghé, quận 1. Đường có chiều dài khoảng 200m, lưu thông hai chiều, kéo dài từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn và giao cắt với đường Nguyễn Siêu, nơi đã bùng nổ là địa điểm check-in của giới trẻ. Đây cũng là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn. Giáp với khu phố Nhật nên tại con đường này đa phần kinh doanh căn hộ dịch vụ, nhà hàng và quán cà phê sang trọng. Và tại đây đang có hai bất động sản được chào bán. Đầu tiên là bất động sản tọa lạc tại số 20 Ngô Văn Năm, với diện tích ngang 6, dài 25,2m, công nhận 130m2, kết cấu 3 tầng lầu. Tổng diện tích sàn sử dụng là 270m2. Hiện tại thì đang có hợp đồng thuê là 10.000 đô trên một tháng và giá đang được chào bán là 105 tỷ, tương đương với 807 triệu trên 1m2. Căn tiếp theo tọa lạc tại số 5 Ngô Văn Năm, với diện tích là ngang 5,1m, dài 22m, công nhận 116,3m2, kết cấu lẫn 3 tầng lầu và sân thượng. Diện tích sàn sử dụng là 353,4m2 và giá đang được chào bán là 85 tỷ, tương đương với 732 triệu trên 1m2. So với Lê Thánh Tôn và Nguyễn Siêu, các bất động sản tại hai cung đường này thường có bề ngang nhỏ 4 đến 4,5m và đang giao dịch với giá là 1,2 đến 1,3 tỷ trên 1m2, thì bất động sản trên cung đường Ngô Văn Năm này rẻ hơn 1/3, chỉ 730 đến 800 triệu trên 1m2, nhưng có bề ngang lớn hơn và vẫn được xây cao tầng. Anh chị khách hàng quan tâm đến các bất động sản trên, hãy liên hệ với em Nguyên theo số điện thoại bên dưới màn hình để nhận đủ thông tin pháp lý về tài sản nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nguyên Trần Building, chuyên bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.